đến ở phút đá bù giờ của hiệp 1. Đội quân của Nguyễn Đình Cương đã vươn lên dẫn trước. Khán giả liên tục sốt ruột với những phản ứng chậm chạp của Diogo. Nhưng đây là một pha bóng mà Diogo một lần nữa cho thấy rằng chỉ một tình huống xử lý thành công rồi thì